Lee Sedol, cựu thủ cờ vây huyền thoại và trận đấu lịch sử với trí tuệ nhân tạo. Những ai yêu thích bộ môn cờ vây chắc hẳn đã từng nghe qua cái tên Lee Sedol, kỳ thủ huyền thoại người Hàn Quốc. Lee đã được vượt thăng đỉnh mức sức cờ từ 3 đan lên 9 đan, đẳng cấp cao nhất của cờ vây, giành tổng cộng 18 chức vô địch thế giới và được nhiều người xem là huyền thoại. Thế nhưng, thật bất ngờ khi năm 2016, Lee Sedol phải chấp nhận thất bại sau trận đấu lịch sử với AlphaGo, một loại trí tuệ nhân tạo do công ty DeepMind phát triển. Kỳ thủ 9 đan thống trị hơn một thập kỷ. Lee Sedol sinh ngày 2 tháng 3 năm 1983 tại Hàn Quốc. Chính bố của anh, ông Lee Suo, là người đặt nền móng và cũng là người thầy dạy đầu tiên cho anh môn cờ vây. Lee Sedol bắt đầu học cờ từ lúc 5 tuổi. Đến năm 8 tuổi, anh bắt đầu đấu cờ với bố và chỉ một năm sau, sức cờ của Lee Sedol đã vượt qua bố của mình. Nhiều người thường thắc mắc khi nghe giọng của Lee Sedol, thậm chí có người lần đầu nghe còn lầm tưởng là giọng nữ. Nguyên nhân là do sau khi lên chuyên vào năm 14 tuổi, anh bị stress nặng dẫn đến chứng mất khả năng ngôn ngữ. Lúc đó vì sống ở Seoul xa bố mẹ, anh trai lại đang nhập ngũ nên Lee Sedol không được điều trị chu đáo và căn bệnh ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Phải trải qua thời gian dài, anh mới có thể tìm lại khả năng ngôn ngữ, nhưng giọng nói thì đã bị biến đổi. Khi lên thi đấu chuyên nghiệp, Lee Sedol là kỳ thủ mạnh thứ 5 sau các huyền thoại như Cho Hoon Hyun, Lee Chang Ho, Cho Hae Yeon, Choi Chol Han. Trong bộ môn cờ vây, trình độ của người chơi được xác định bằng cách sử dụng các thứ hạng Q và Dan. Q được coi là phân hạng của học trò, còn Dan thì được coi là phân hạng của bậc thầy. Với Lee Sedol, anh chỉ mất 2 năm để đạt 2 Dan vào năm 1999. Lee Sedol đạt đến đỉnh cao phong độ khi đạt được giải thưởng kỳ thủ xuất sắc nhất Hàn Quốc vào năm 2000 với thành tích 32 trận thắng liên tiếp. Đáng chú ý, vào năm 2003, anh đã chiến thắng giải Fujitsu Thế giới lần thứ 15 chỉ với sức cờ 3 đan, phá vỡ kỷ lục của Lee Chang Ho, vô địch giải cờ Đông Dương năm 1992 với sức cờ là 5 đan. Nếu như Lee Chang Ho áp đảo đối thủ bằng những nước cờ ổn định nhưng đầy tính toán, thì Lee Sedol lại mang phong cách đàn áp đối phương và chiến thắng bằng chính khả năng đọc cờ của bản thân mình. Vốn rất mạnh với những nước cờ đặc biệt, thông minh và sáng tạo, chỉ cần đọc vị được sơ hở của đối phương, bất kể khai cuộc, trung hay tàn cuộc, Lee Sedol đều sẽ ép giao tranh ngay lập tức. Nhờ lối đánh này mà anh đạt được nhiều chiến thắng lội ngược dòng, biến thế cờ từ vô vọng sang chiến thắng. Năm 2003, Viện cờ Hàn Quốc đã phải phá vỡ tiền lệ, thăng đỉnh mức sức cờ cho Lee Sedol từ 3 đan lên 9 đan, đẳng cấp cao nhất của cờ vây. Sau đó thì anh tiếp tục vô địch giải quốc tế thứ 18. Và cho đến thời điểm hiện tại, Lee Sedol vẫn được công nhận là một trong những kỳ thủ mạnh nhất trên thế giới, thống trị làng cờ vây trong hơn một thập kỷ với 18 chức vô địch thế giới. AlphaGo, chương trình thách thức các kỳ thủ cờ vây. DeepMind Technologies, sau khi được Google mua lại vào năm 2014, đã đổi thành Google DeepMind, là một công ty trí tuệ nhân tạo của nước Anh, được thành lập vào tháng 9 năm 2010. AlphaGo là một chương trình máy tính được DeepMind phát triển tại London để chơi cờ vây. Trước đó, các chương trình chơi cờ vây tốt nhất thế giới chỉ đạt được đến mức độ nghiệp dư. Thậm chí từ nhiều thập niên qua, người ta tin rằng cờ vây khó có thể bị đánh bại bởi các máy tính, do nó chứa nhiều nước cờ sáng tạo và phức tạp mà chỉ bộ óc con người mới làm chủ được. Thế nhưng vào tháng 10 năm 2015, AlphaGo gây bất ngờ khi đánh bại nhà vô địch cờ vây châu Âu Phan Huy. Phan Huy khi đó là một kỳ thủ chuyên nghiệp 2 đan. Đây là lần đầu tiên một sản phẩm của trí tuệ nhân tạo có thể đánh bại một kỳ thủ chuyên nghiệp trong một trận đấu sử dụng bàn cờ cỡ lớn tiêu chuẩn 19x19 và không sử dụng lợi thế. Trận đấu kết thúc với kết quả thắng lợi hoàn toàn của AlphaGo trước Phan Huy 5-0. Sau trận đấu quá chóng vánh ấy, giới cờ vây chuyên nghiệp hoài nghi về sức mạnh thực sự của AlphaGo. Họ đặt ra câu hỏi, sức mạnh thực sự của AlphaGo là gì? Và cần thêm bao lâu nữa để có thể đánh bại các kỳ thủ giỏi nhất trên thế giới? Những câu hỏi này đã thúc giục những nhà nghiên cứu của DeepMind tiếp tục cải thiện chương trình. Họ muốn đẩy thuật toán AI đến giới hạn để xem quá trình tự học tập và cải thiện này có thể đi bao xa. Để kiểm tra điều đó thì các chuyên gia của DeepMind cần phải tìm một đối thủ mới mạnh hơn và người đó không ai khác chính là Lee Sedol. Trận đấu lịch sử. Trận thách đấu của DeepMind trước kỳ thủ cờ vây mạnh nhất thế giới Lee Sedol diễn ra từ ngày 8 tháng 3 năm 2016 đến 15 tháng 3 2016 tại
tại khách sạn Four Seasons ở Seoul, Hàn Quốc và được truyền hình trực tiếp dưới sự theo dõi của 8 triệu người. Ata Hoang là đại diện bên phía DeepMind, chịu trách nhiệm đặt quân cờ và bàn cờ vây cho AlphaGo. Ván 1 diễn ra vào ngày 9 tháng 3, 2016. Trong ván đầu tiên này, AlphaGo cầm quân trắng, Lee Sedol đi trước. Lee đã giành được quyền kiểm soát trong hầu hết cả ván đấu, nhưng AlphaGo đã đạt được lợi thế trong 20 phút cuối và Lee Sedol đã chịu thua. Trận đấu kết thúc sau 186 nước đi. Lee tự trách mình với lỗi sai ở đen 123 và 129 ngay sau khi ván đấu kết thúc. Ván 2 diễn ra vào ngày 10 tháng 3, 2016. AlphaGo cầm quân đen, có lợi thế đi trước và tiếp tục giành chiến thắng. Lee Sedol sau đó đã nói rằng AlphaGo có một ván đấu gần như hoàn hảo. Nước đi 37 của AlphaGo được đánh giá là một nước đi vô cùng đẹp, sáng tạo và độc đáo. AlphaGo đã cho thấy những sự dị thường từ các nước đi. Các kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp nghĩ rằng đó là một nước đi sai lầm, nhưng thực ra AlphaGo đã đi một nước đi có chủ ý. Ván 3 diễn ra vào ngày 12 tháng 3, 2016. Ván này thì AlphaGo cầm quân trắng. Nó đã có một trận đấu vô cùng thuyết phục và thực tế. Nó đã chơi tốt đến mức đáng sợ. Trận đấu kết thúc ở nước đi thứ 176 và AlphaGo đã viết nên lịch sử khi có 3 chiến thắng liên tiếp trước Lee Sedol. Ván 4 diễn ra vào ngày 13 tháng 3, 2016 và Lee Sedol đã giành được chiến thắng đầu tiên trước AlphaGo. Nước đi thứ 78 của Lee Sedol được mô tả là thần thánh. Và ngay nước đi sau đó, AlphaGo đã mắc sai lầm. Lee Sedol đã khiến cho AlphaGo phải đầu hàng sau 180 nước thi đấu. Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn, nó khẳng định rằng trí tuệ con người vẫn có thể đứng vững trước AI. Ván thứ 5 diễn ra ngày 15 tháng 3, 2016. Ở ván đấu này thì Fan Hui, người từng bại trận trước AlphaGo cho rằng dường như điểm yếu của Lee Sedol lại quay trở lại, khiến anh ấy có một số nước đi rất tệ. Ván đấu kết thúc nhẹ nhàng với chiến thắng dành cho AlphaGo sau 280 nước đi. Như vậy, giải đấu lịch sử giữa máy tính và con người đã kết thúc với chiến thắng thuộc về trí thông minh nhân tạo. Dù rất tự tin trước giải đấu, kỳ thủ huyền thoại Lee Sedol vẫn phải chịu thua chung cuộc với kết quả là 4-1. Các chuyên gia DeepMind cho rằng, chiến thắng này đặc biệt ấn tượng khi AlphaGo đã phạm một sai lầm và nó đã biết thay đổi chiến thuật liên tục để nhanh chóng trở lại thế thượng phong. Phát biểu sau trận đấu, Demis Hassabis, nhà sáng lập DeepMind cho biết họ hoàn toàn bất ngờ về những gì mà AlphaGo làm được. Trong khi đó, kỳ thủ Hàn Quốc bày tỏ, tôi rất tiếc nuối, nhất là khi trận đấu đi về cuối. Lee cũng chia sẻ rằng, tôi vẫn tin loài người có khả năng chiến thắng trí tuệ nhân tạo, chỉ là AlphaGo có cách chơi, phản ứng khác con người. Nó không biết sợ hãi, không mất tập trung. Giải nghệ vì AI. 3 năm sau ngày thất bại trước AlphaGo, vào cuối 2019, Lee Sedol đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vì cho rằng máy móc sử dụng trí tuệ nhân tạo đã quá thông minh. Kỳ thủ cờ vây Hàn Quốc nói với Yonhap, với sự xuất hiện của AI, tôi nhận ra rằng mình không còn bất bại ngay cả khi đã trở thành số 1. Sau khi tin tức về việc Lee tuyên bố giải nghệ được công bố, giám đốc điều hành kim đồng sáng lập DeepMind, Demis Hassabis, đã gửi lời chúc đến Lee. Thay mặt toàn bộ đội ngũ AlphaGo từ DeepMind, tôi muốn chúc Lee Sedol vì một thập kỷ huyền thoại của anh, chúc anh những điều tốt nhất trong tương lai. Trong các trận đấu với AlphaGo, Lee đã chứng minh tinh thần của một chiến binh và chiến đấu đến cùng. Thực tế, sau khi để thua ván duy nhất trước Lee Sedol, AlphaGo đã liên tục được cải tiến. Phiên bản AlphaGo Zero ra đời 2017, thậm chí còn thông minh hơn cả AlphaGo do được học hơn 100.000 trò chơi của con người và tự phát triển kỹ năng bằng cách đơn giản là lặp đi lặp lại các thao tác. Sau 3 ngày tự chơi với hệ thống máy tính cực mạnh, AlphaGo Zero đã có thể chiến thắng hơn 100 trò chơi, điều mà những cỗ máy khác trước đó chưa từng làm được. Riêng với cờ vây, AlphaGo Zero được cho là đã thách thức những cao thủ hàng đầu thế giới thử sức. Tuy nhiên, chưa có ai đứng ra đấu với cỗ máy này. Theo Yonhap, Lee Sedol không hoàn toàn từ bỏ việc chơi cờ vây với máy. Anh dự định sẽ thử sức với một chương trình AI của Hàn Quốc mang tên là Handol, phần mềm đã đánh bại 5 kỳ thủ cờ vây của nước này. Lee Sedol chia sẻ rằng, trước đây khi bắt đầu đấu với AlphaGo AI tôi rất tự tin, nhưng giờ đây tôi có cảm giác như sẽ thua ván đầu tiên trước Handol, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha!